Đây là mỏ khai thác đá của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và khai khoáng Việt Nam, nằm trên địa bàn Bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Mỗi khi hoạt động, bụi và tiếng ồn phát ra từ việc nghiền đá và nổ mìn khiến người dân vô cùng bức xúc. Sợ giật cả mình luôn, là sợ mỗi lần nó nổ ấy. Cái đấy thì bụi hơi khiếp luôn, còn xe cổ đi hết cả đường này nó bị hỏng hết rồi này. Nó chở hơi nặng luôn, hỏng hết cả đường này, bụi viền này, đủ hết kiểu luôn. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Mỏ khai thác khoáng sản này hoạt động suốt thời gian dài, nhưng không có hệ thống cây xanh che chắn và hệ thống nước tưới để giảm lượng bụi do hoạt động khai thác gây ra. Điểm đổ thải của mỏ cũng không được kè chắn, nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Theo nắm tình hình trên địa bàn ấy, thì công ty cũng đang trong, như tôi thì tôi nhận định là đang trong cái giai đoạn là cái mở đường để theo cái báo cáo của các anh là khai thác mở đường để đi vào cái khu vực sản xuất chính, khai thác chính. Nên hồ sơ thì chúng tôi tiếp tục đôn đốc để công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện các cái văn bản pháp lý để đảm bảo đủ điều kiện để được khai thác theo quy định. Được biết, vào ngày 19 tháng 6 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã cấp giấy phép thăm dò khoáng sản số 1442 cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và khai khoáng Việt Nam do ông Phạm Công Hoan làm giám đốc, được thăm dò trữ lượng đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Diện tích thăm dò là hơn 1.575 ha, với thời hạn thăm dò là 7 tháng kể từ ngày ký quyết định. Trao đổi với phóng viên về vụ việc, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La cho biết. Về cái mà giấy phép thăm dò thì cấp cho đồng chí, cho đơn vị này như tôi nói đấy, là có 7 tháng thôi. Thì đến nay thì giấy phép đã hết hạn. Tuy nhiên là đơn vị chưa làm các cái thủ tục đầy đủ. Và theo quy định của khoáng sản ấy thì đơn vị nếu như mà không có giấy phép thì việc mà kể cả trong thăm dò cũng như là sau khi chấm dứt đến được hiệu lực của giấy phép thăm dò mà tổ chức khai thác thì đều là khai thác khoáng sản trái phép. Như vậy, giấy phép thăm dò khoáng sản được cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và khai khoáng Việt Nam đã hết hạn hơn một năm nay. Nhưng không hiểu vì sao, điểm mỏ này vẫn hoạt động ngang nhiên mà không hề bị các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý. Có hay không việc bao che cho hành vi khai thác khoáng sản này? Truyền hình Báo Điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.